phải nhà này là nhà của cô Nguyệt không? Ông là ai mà hỏi thăm cháu tôi? Chào cậu Năm. Ủa, biết tôi sao? Cậu không khác gì hơn xưa. Khác chứ, hồi trước hai chân, bây giờ trương nhất túc. Sao bị tàn tật vậy? Bị xe bích bùng cán. Chẳng nói như vậy, con nhỏ nó bệnh nặng, không có tiền chạy bác sĩ. Nếu mà không có tiền là con nó chết. Tôi mới chạy về quê tôi là Tân Khánh, đặng bán mẫu giường để lo cho con của nó đi nhà thương trị bệnh nguyên an. Bị xe nhà binh đụng cái chân tôi bị, nhà thương cửa luôn tôi còn một cẳng. Thành ra tôi báo hại con cháu tôi phải lo nuôi tôi. Tiền đâu nuôi cậu, tiền đâu chạy bác sĩ cho con? Coi vậy cho ông trời có mắt, khiến xui cho nó kiếm được việc làm. Nó làm thợ ký cho hãng buôn. Nếu không có là cả tôi với nó ngẫm cụ tì lâu rồi. Ủa, mà quên nữa, nãy giờ tôi chưa hỏi ông, vậy chứ quen sao với con Nguyệt nhà tôi? Thưa cậu Năm, cháu là Thảo đây. Thân xác tồi tàn nên cậu nhận không ra. Thảo ở tù Côn Đảo hả? Nó có nói cho tôi nghe rồi. Cháu vượt ngục về. Linh coi vô, cậu chạy vô buồn kìa. Con Nguyệt nhắc cậu hoài à, nó thương cậu lắm, nó quyết ở vậy đợi cậu đó. Xin cậu tha lỗi cho cháu ngày xưa. Ai kết án dĩ dãn bao giờ? Hồi trước cậu là con nhà giàu nhưng mất nết hư thân. Cha cậu thuộc hạng kính người nên tôi không gả con Nguyệt. Bây giờ khác rồi, cậu đã ăn năn hối lỗi. Nó gặp cậu chắc nó mừng lắm. Cô là ai sáng sả vô nhà tôi vậy? Tôi là chủ xe rít ba con ve Sài Gòn Kiếm Nguyệt. Ông nói với nó làm ăn như vậy tôi không có chịu nó được nữa à nghe. Nó làm gì với bà? Ông ba chứ làm gì. Cô Nguyệt nó bắn ba. Khách đầy ba cứ hỏi nó hoài mà nó lại nghỉ. Ông nói nó trả tiền cho tôi rồi, nó muốn nghỉ thì nó nghỉ, tôi không có cần đâu. Đồ không biết chuyện gì hết trơn á. Tôi đi à. Cậu Năm gạt tôi, lão tôi che chở cho Nguyệt. Trời làm chứng cho tôi, gần xuống lỗ rồi chưa hề dối gạt ai bao giờ. Con Nguyệt nó gạt tôi. Nguyệt về đừng cố, tôi giết Nguyệt. Dám không? Dám giết nó không? Tôi xây nhiều mộng đẹp với Nguyệt. Cụ đã thề với tôi là đã quán cài. Nuôi hy vọng càng cao, hô tuyệt vọng càng sâu. Tôi vừa tìm được kim chỉ nam cho tôi sống đúng nghĩa. Cậu, nhưng tôi không đủ can đảm. Đợi nó về, chặt đứt đầu nó cho tôi. Cái rượu tôi mới mài, bé ngọt, cậu cầm lấy. Cậu Năm ơi, cậu Năm à, mở cửa cho con, cậu Năm ơi. Đừng làm vậy, con giận sẽ dơ đi. Núp ngay cánh cửa, đưa rượu lên cao. Chờ nó đút đầu vô là chặt
cho tôi. Mở cửa cậu Năm ơi. Mở cửa rồi đó, vô đi. Cậu Năm, cháu có mua cá cho cậu nè. Cháu thấy cậu ăn cơm không được. Chém! Không, tôi sợ chém nhầm đứa nhỏ. Hả? Ông thù quán gì tôi? Buông đứa nhỏ ra. Ông có giết thì giết luôn mẹ con tôi đi. Quyết! Ông là ai? Tôi là người từ cổn đảo vượt ngục về đây để bị gạt lừa tàn nhân. Cô đã gieo người lên giường ngô nhục trong khi tôi tưởng cô đang khổ đau mòn mỏi đời tôi về. Cô chú ba lại đây nói hết rồi hả cậu? Nhờ vậy tao mới biết mày ghét luôn cả cậu mày. Anh hãy để tôi cho con tôi bú, rồi tôi xuôi tay cho anh hành hạ thế nào tùy ý của anh. Quăng cho nó chết luôn đi. Sao em ngươi với anh chờ đợi mãn tù về để nối lại tơ duyên? Nhớ em xé lòng anh vượt cục trở về, nhìn em mỗi ước xa chân, phải chăng dục vọng đê hèn xui em phản anh phải không? Thảo ơi, em nuốt đắng cay trở lại nghề mà em ghê tởm như di trùng bên hùi. Nếu tròn hơn với anh thì con của chúng ta có đã xanh màu. Con thì lao vội đến thời kỳ chờ đợi trúc linh hồn. Cậu Năm nóng lòng thương em, xin giao đời mình cho thần chết. Em cần phải có tiền đi cứu cậu và con. Đợi anh về, gian anh thông cảm mà thương em, vì lâm vào cảnh nguy nan không lối thoát. Nếu không tha thứ được thì anh sợ thế nào em cũng đành cam chịu. Bao nhiêu đắng cay em ôm trong lòng. Nghe em trong đục tỏ bài khúc chiếc, nước mắt không cầm lại được. Bao nhiêu hờn ghén trôi theo dòng hối hận, lửa tình đầu sẵn lại âm linh hồn. Anh thông cảm xót thương em, hoàn cảnh em nào khác Thúy Kiều. Một kỹ nữ tài sắc bị thói đời ghét xem có đẹp mắt không con. Ông buộc tội Thảo như thế là vô lý. Ông đã ném cái tên Thảo ra ngoài đời lâu rồi mà, sao còn buộc Thảo về nhà ông trước rồi sẽ đến đây sao? Cô cần học phép lịch sự, nên trả lời khi nào người ta hỏi đến mình. Tôi cũng lưu ý ông về phép lịch sự, không có quyền trách mắng con trong nhà của người khác. Cái mức lanh của cô có ma lực quyến rũ,
và cướp mất linh hồn con tôi để nó quên đi. Hay nói đúng hơn là nó đã làm mất trọn vẹn cái bổn phận làm con của nó. Ông nên tự trách mình trước. Ông không tròn bổn phận làm cha nên Thảo mới không chịu làm tròn phận con. Bằng chứng nào? Cô dựa vào bằng chứng nào để lên án tôi? Bằng chứng nào à? Đây, đây là bằng chứng. Cái hình hài này là bằng chứng hùng hồn tố cáo ông trước tòa án. Tòa án luân lý và lương tâm. Tội của ông không tròn bổn phận. Bổn phận làm cha dạy con học đức học nhân. Đầu óc chỉ nghĩ đến giàu sang lơ là việc chăm nom giáo dục. Theo dõi nếp sống của con gặp lắm nỗi gai chồng. Tôi sẽ chứng minh cho các người thấy rằng tôi rất thương con. Thảo à, con về lần này bà giàu hết sáng nghiệp cho con. Xin lỗi ba. Bấy lâu nay con hiểu lầm ba không tình thân phụ. Nguyệt đừng chống đôi ba, tình thương con rất bao la. Dạ thưa. Thưa ba. Dạ thưa ba, tha lỗi cho con những lời thất giáo vừa rồi. Sao vội vã quá vậy? Thảo, cô đây là bà giám đốc tương lai của công ty nhà mình, có hợp lý không con? Thưa ba, chấp nê sang hèn ngày nay không còn hợp lý nữa. Địa vị cô này đã tuột xuống dưới đáy tận cùng của xã hội, vì cô ả là cô gái thập thành. Dạ. Thưa ba, chúng con đã lỡ có con với nhau rồi. Đừng qua mặt ba. Trên một năm nay ba đã bỏ công ăn việc làm theo dõi hành động của con. Ba âm thầm tranh đấu với bọn vô kỷ luật để giành giật lại con. Ba tranh đấu với tòa án để kéo con ra khỏi cảnh tù tội. Đặc biệt là tranh đấu với cô này để cho con có hạnh phúc với người khác. Cho nên chuyện làm nào của con ba đều biết cả. Làm sao tin được đứa bé đó là con ruột của con? Nhưng con đã nhận nó là con trong lúc còn trong bụng mẹ. Con không gian ba giao cho sự sẵn, chỉ gian ba lời quyết định. Nguyệt là dấu của ba. Thảo! Anh Thảo, anh đừng nói vậy. Có lẽ số phận mẹ con em ông trời đã sắp sẵn như vậy rồi. Ba, con không thể nào bỏ hai mẹ con Nguyệt được. Xin ba đừng chia sẻ vợ chồng con ba. Ba không chấp nhận. Ba buộc con phải phân lìa. Lý phải không bao giờ buộc con làm lễ cưới với một cô gái ăn sương. Ông gì? Nếu không có lẽ phải cho kẻ bị bảy đời làm xa chân trái bước, muốn quay lại nẻo thuần lương trong sáng, thì đâu có lý nào cho thương yêu chung sống. Cùng với một cô vũ nữ từng bán buôn nhan sắc lem luộc phong trần. Ông quan niệm đó là lý đúng sao ông ngăn cản con mình? Vũ lý bất công không giúp ông gia đình sớm họp. Sinh viên làm nên quyền thoại, dũng cảm trừ một tên cặn bã ác gian, giết một mèo cứu vãn chuột, công lớn to được đổi lại tội hình. Nhờ lập luận đó mà tòa trên mới nhận đơn khiếu nại vụ án của thằng Thảo. Thảo ngộ sát có lý có tình, được ông lo cho dặn ăn. Còn nữ sinh kia cũng bị bẫy đầu xuống.
đang tù vượt ngục trốn thoát. Lẹ lên anh ơi, cảnh sát bao vây chết rồi, tù đài lại đến với anh nữa rồi. Nó đó, còng tay nó lại. Mấy thầy cho xem lệnh bắt. Vợ của người bị giết tố cáo tên sát nhân vượt ngục. Các thầy làm việc với mụ đó, tôi cho mấy thầy biết Thảo con tôi không vượt ngục mà được tòa trên xét lại án và xử thả. Xin lỗi, vậy thì giấy trả tự do đâu? Cậu Thảo trình lệnh đi. Không có, vậy là láo. Phải cộng đầu con mẹ này mới được. Anh em, theo tôi. Có chuyện này quái lạ. Tòa xử con 5 năm tù, ở mới có 1 năm kêu thả và cấp cho giấy này. Anh láo với Nguyệt làm vượt ngục để hù dọa em thôi. Không phải bỗng nhiên Thảo được thả đâu. Ba Thảo theo dõi vụ án, lên tòa trên xử 5 năm còn một, và hiện đang lo phá án luôn đó. Ba, lòng ba thương con quá. Nếu thương phải thương cho trót, còn gọt thì phải gọt cho trơn, để hai con được vuông tròn tình thương. Bao năm lận đận cuộc đời gió sương, ơn của ba ví nở biển trời, xin ba định liệu cho hai con nhờ. Tôi đã kỹ suy đầu tôi tóc bạc, định liệu thế nào lợi cả hai bên. Lễ mọn một mâm trầu khô héo, một bầu rượu lạc, nhưng ý nghĩa thâm sâu mới là quý báu nhất trên đời. Ông Hải sang bên nhà Nguyễn mà dẫn lễ giang cầu, tuy đơn sơ nhưng đúng theo nghi thức của ông bà bài vẽ bấy lâu nay. Nhưng bên Nguyệt ai là người đứng ra nhận lễ? Lệnh mẫu thân của Nguyệt đã sớm về khỏi hư vô. Dạ, con còn cậu năm để thay mặt ba má đứng ra xin nhận lễ cao trầu, nên hư do bàn tay của ông. Hai con chỉ mong lượng dài, ông đem mình lại đây bằng gì? Xe đằng trước ở ngoài đường kìa. Tất cả lên xe về nhà bàn tán việc lễ lộc. Còn tôi? Còn tôi sao đây? Anh lên xe qua luôn nhà tôi, đặng anh sát kỳ gia thế chứ. Đó là thiên lý dĩ nhiên.